Ok. Cảm ơn Vinbox đi. Rồi. Anh Bốc. Anh bị ốm nên hôm nay anh không thể review của mấy đứa rồi. Nhưng mà anh sẽ cố gắng nói chuyện chứ anh không thể nào mà lộ được bản mặt ốm mày được. Ok. Ok. Anh nói nhầm. Rồi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại. Xin chào. Đọc, đọc. Mấy đứa đã bảo lôi theo. Xin chào tất cả các bạn. Mình hôm không. Họ và mình hôm nay sẽ review thay mình. Tại hôm nay mình bị ốm các bạn ạ. Ok. Đây tên là món đồ chơi giữ thăng bằng cá heo. Như các bạn đã thấy trên hộp, các bạn sẽ thấy có hình một con cá heo đang giữ rất là nhiều quả bóng. Và cách chơi của trò này đó chính là làm cách nào để đặt nhiệt trồng gỗ lên, xếp những quả bóng đó lên con cá heo và cách nào để không nó bị rơi. Ok, hai đứa cùng nhau mở hộp đi. Mấy đứa lôi ra. Rồi. Bây giờ mấy đứa hãy mở nó ra. Mấy đứa có thấy cái đầu không? Đấy, nhưng bạn mình đúng rồi. Mở ra, đúng rồi. Mở ra sáu. Rồi, các em hãy lấy con cá heo và những quả bóng lấy ra. Những quả bóng này được làm bằng gỗ. Và có một điều nữa. Đây là cách chơi của trò chơi. Đó chính là bạn có thấy những cái xúc xắc không? Mấy đứa lấy tìm ra cái xúc xắc. Có thấy cái xúc xắc không? Này, đấy, đúng rồi. Bây giờ ấy, mấy đứa xúc cho anh. Cầm con cá heo đặt thẳng nó, đúng rồi. Sau đó xúc cho anh. Xúc cái xúc xắc đấy cho anh. Các em ra màu gì thì các em sẽ đặt. Các em ra một con ra mình ra màu đỏ. Nhưng mà con nó màu xanh nước biển là chính là màu tím đấy em ạ. Nên hãy dùng màu tím đi anh. Như thế này. Chỉ cần đặt một cái thôi. Đặt một cái thôi mình. Ok. Bây giờ ấy, mấy đứa lại xúc một lần nữa. Mấy đứa, các bạn đã hiểu cách chơi chưa? Mình cầm một can. Một vàng. Các em hãy đặt ở đâu cho thật hợp lý. Ok. Các em hãy chơi làm mẫu cho các bạn xem nha. Rồi tiếp tục lại xúc. Cứ thế, như thế rồi, như thế rồi, như thế. Ui, mình ra màu hồng. Ok, hai đứa em tiếp tục xúc nào. Thả màu gì đây? Ồ, em thả màu xanh. Con màu đỏ. Màu xanh đâu? Đây màu tím à? Không màu xanh à? Ok, không màu xanh thì con thay màu tím được. Màu đỏ. Màu cam. Rồi. Trò chơi này có thấy hay không? Có. Hay không? Vàng. À, tiếp tục anh Bốp trở lại với... Đây, vì bạn nào mà làm đổ những cái cục kia xuống chỉ là một cục thôi. Các bạn sẽ thua nha các bạn. Nên hãy cẩn thận. Màu đỏ. Nên anh sẽ có một cuộc thi cho các bạn. Màu hồng. Màu hồng. Em hãy lấy cục màu hồng to nhất đi. Đúng rồi. Cầm lên. Rồi, ta màu vàng. Ok, xúc đi thỏ. Nhẹ thôi. Hai đứa tung như này này, chú bảo này, tung này này, như này. Ok. Không mạnh là sẽ đổ đấy.
Mấy đứa ông tốt lắm. Màu xanh. Rồi, em đi xếp cao lên thỏ rồi đấy. Con thỏ nhanh chân lên nào. Con thỏ xếp thấp. Tung thỏ chú bảo này, thỏ nhìn này, thỏ nhìn thỏ Minh này, nhìn chú Tung này. Ok, cần thế này thôi, không phải là Tung mạnh nhá. Xong chưa? Rồi. Anh Minh xem rất đẹp. Con cá heo của anh Minh sắp rửa đầy rồi này, đầy thuyền rồi này. Con thỏ sắp đầy rồi. Rồi anh Minh hỗ trợ em thỏ đi. Anh Minh xếp đầy rồi, hỗ trợ em thỏ đi. Cho em thỏ hoàn thành công việc đi. Bạn Minh vẫn phải lắp, tại vì bạn ấy vẫn còn nhiều. Bạn phải làm lắp tiếp nha bạn. Con toàn một xoay thôi. Rồi, xong rồi. Rồi, hết rồi à? Nào, bây giờ anh Búp chấm điểm cho hai em đi. Nào, bạn hết một tí thì bạn xuống làm một lần nữa nha. Ok. Các bạn đã hiểu hết. Là chơi rất. Hai bạn đã hiểu là chơi rồi đúng không? Nào, anh Búp chấm điểm và kết thúc trò chơi đi để cho hai em sẽ review tiếp sản phẩm khác. Về sản phẩm đó. Lát nữa các em sẽ làm một cuộc lên đây còn có một cái thi của ông chủ chiến nữa không mẹ? Nó đang gần đầy rồi. Xanh. Ui trời ơi, con đang núm lóc rồi. Mãi chưa ra rồi. Rồi, xong rồi. Nào, anh bố chấm điểm đi nào. Nào. Chấm điểm về sự nhanh nhẹn và khéo léo xem ai sẽ là người xếp đẹp những cái ô đấy hợp lý nhất có thể. Đầu tiên là độ nhanh thì anh thấy Minh cũng khá là nhanh hơn và em sẽ được tặng 4,25 điểm. Tiếp theo thì nào anh Búp chụp anh giúp anh Búp tiếp tục từ chấm điểm cho thỏ đi. Chỉ được tầm 2,75 thôi. Tiếp theo về độ cho anh Búp cho điểm cho thỏ 2,75 thang điểm bao nhiêu? Tao hơi điểm hơi thấp. Anh Minh mấy điểm? Em Minh được mấy điểm? Anh Minh được 4,25. À thang điểm 5 à? Thang điểm 5 đúng không? Tiếp theo là có nghĩa là anh Búp anh chấm thang điểm 5 thì em Minh được 4,25 điểm và em thỏ được 2,75 điểm đúng không? Tiếp theo về độ xếp gọn gàng và chuẩn thì anh thấy bạn thỏ màu sắc rất là chu đáo và rất là đẹp nên anh sẽ cho thỏ được tầm 4,5 điểm. Tại vì anh rất là thích cái có nghĩa là anh Búp anh sẽ chấm các điểm, các thang điểm khác nhau để cộng vào. Tiếp theo, tổng vẫn là 10 điểm đúng không? Tiếp theo thì tí anh Búp nhớ nhá, không là tí nữa cộng sai là các bạn cười thôi nhá. Cho điểm lẻ là phải nhớ nhá. Theo chú thì chú cho điểm chẵn. Không là tí nữa cho điểm 4,25, 2,75 tí cộng vào là hơi mệt đấy, nghe chưa? Tiếp theo là về Minh thì anh cũng nhìn anh của em cũng được nhưng mà anh chỉ cho tầm 3 điểm thôi. Tại vì em do em lắp quá là nhanh nên có nhiều màu là trùng hợp với nhau như là màu xanh nhỉ. Đến tận 3 cái cùng một lúc thì anh cũng không thích cái điều đó cho lắm. Và màu tím cũng hai lúc cùng một lúc còn và màu cả màu cam nữa thì bạn thỏ cũng có một chút nhưng mà không nhiều như bạn Minh. Nên là anh cho điểm thấp hơn là đúng rồi. Ok. Đến phần cuối cùng. Đó chính là em có suy luận gì về bài kết quả của mình? Nếu như em có suy luận hay thì em sẽ được tặng tầm 1 điểm. Nào, em Minh phát biểu xem là mình tác xây phẩm của mình, tác phẩm mình xếp tác phẩm của mình là có mục đích như nào nào? Giới thiệu cho các bạn nào. Nào, mình nói đi.
Nào, chú cho Vận Minh một phút để trình bày tác phẩm mình nào. Nói to lên, mình nói to lên tác phẩm, ý tưởng của cháu là gì nào? Ý tưởng của cháu tác phẩm, xếp tác phẩm này là như nào? Của mình rất nhiều. Và cao. Em ý hơi ngại, bởi vì anh ý, em có tài nhưng em hơi ngại. Em xếp tác phẩm là chủ yếu cao đúng không? Độ cao đúng không? Thể hiện sự thăng bằng đúng không? Ok, thế là em Minh em xếp cái độ cao thăng bằng. Tầm 0.75 là vừa. Ok, thế chưa được một điểm tuyệt đối đúng không? Tại vì em chỉ khen tác phẩm của em mới đẹp hoàn hảo thôi. Chứ vẫn chưa có nhiều câu hay như là tác phẩm của tôi. Rất là nhiều sắc màu. Rất là phù hợp. Giống màu sắc của áo tôi đấy. Ok. Tiếp theo đến em Thỏ nhá. Đấy, về bạn Thỏ đi. À, bạn Thỏ bây giờ thì tác phẩm của bạn Thỏ bạn xếp bao giờ đúng không? Bây giờ bạn trình bày ý tưởng tại sao Thỏ lại xếp hình như này. Nào, cháu nói đi nào. Thỏ phát biểu nào. Em Thỏ không có ý kiến gì, không có tác phẩm, không có đánh giá tác phẩm như nào à? Thì sẽ chỉ không được 1 điểm đâu. Nếu mà không đánh giá, không phát biểu như anh Minh là chỉ được 0 điểm thôi. À. Cái phần đấy là cái phần anh thích nhất đấy. Cái phần đấy là phần anh bốp rất thích. Nhưng mà phần này là phần thi tư duy. Sau khi xếp xong thì cháu phải phát biểu tại sao xếp như hình như này. Mục đích xếp hình này để làm gì? Và cái hình của em nó có đẹp đến mức nào? Nếu mà cái hình của cháu có đẹp đến mức nào, nếu mà không có phát biểu ý nghĩ mục đích thì thôi. Chỉ là xếp theo hình thức là buồn. Tự phát thôi. Buồn. Ok, thế là em phần này thì em Thỏ là 0 điểm. Thua anh Minh. Okay. Tổng kiểm kết lại bốp báo điểm đi. Chính là em Minh nghiêm túc nào, vừa vị trí để chấm nghe giám khảo chấm điểm nào. 8.75. Ok, anh Minh được 8.75 cho phần thi xếp hình trên người cá heo. Còn em Thỏ được bao nhiêu? Thỏ được 4. Bạn giám khảo đang tổng kết điểm số với các phần thi khác nhau. Thỏ đang rất là tâm trạng chờ kết quả. Bạn ấy em được 9.75 điểm. À, bạn Thỏ 9.75 điểm, thế là hơn bạn Minh 1 điểm đúng không? À, phần thi này thì chú thấy hai đứa ngang nhau. Nhưng mà lần sau nhớ chú ý nhá. Trước khi thi phần thi là phải chú ý xem là mục đích của mình là gì nhá. Giám khảo sẽ hỏi phần cuối. Đó sẽ là phần mục đích và ý tưởng xếp hình như nào, tại sao xếp hình như này, nghe chưa? Rút kinh nghiệm nhá. Và các bạn Thỏ và Minh cảm ơn các bạn đã xem kênh của tụi mình và đập nát cái nút like và subscribe để được có nhiều động lực hơn. Thì các bạn hãy đến mua shop bé Jin để được nhiều món đồ chơi bổ ích và tốt cho tụi bé nhé. Ok, xin thế nào? Chào và tạm biệt các bạn. Nào, hai bạn Thỏ Minh nào, chào khán giả nào. Bye. Rồi, cảm ơn hai bạn.